Lạnh quá đi. Ôi không, có người đang chơi đùa trên sông băng. Chúng ta đi nào. Chỗ còn vui hơn thế này cơ, theo anh nào. Vâng ạ. Đi nào. Ôi không, tớ bị kẹt rồi. Chào nhỏ. Cứu. Chú tới đây. Cứu với. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nguy hiểm quá. Sông băng rất có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên nó rất nguy hiểm. Các cháu không được chơi trên sông băng nữa nhé. Vâng ạ, chúng cháu nhớ rồi. Ôi không, anh em gà con vẫn chưa trở lại. Gì cơ? Cháu nhớ là anh em cậu ấy đi về hướng này ạ. Họ ổn mà, đúng không chú? Dobby, đi nào. Cá ơi, cắn đi nào, cá ơi. Vui quá thật đấy. Cá của tôi. Này, các cháu làm cá của chú chạy hết mất rồi. Trời ạ. Gà em. Bọn nhỏ đấy đi đâu rồi nhỉ? Cậu bé đây rồi. Gà anh, cẩn thận, tránh xa băng ra. Cẩn thận. Sao lại có thêm kẻ phá rối vậy? Trả cá lại cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cánh cụt, anh có thấy anh em gà con ở gần đây không? Mấy đứa phá phách đó đi lối kia kìa. Nà. Ôi không, băng đang tiếp tục tan ra. Đi thôi nào. Vui quá. Ồ, nhìn kìa, có cả cá nữa. Rất là tuyệt đúng không? Có chuyện gì vậy thế nhở? Nhìn xuống dưới chân kìa anh ơi. Không, băng đang vỡ ra. Phải làm sao đây? Bọn chạy đi. Chúng ta sẽ cá băng. Có người đang kêu cứu ở đằng kia, nhanh lên. Nhanh lên. Đừng lo, có bọn chú đây rồi. Cứu cháu. Đây, hãy nắm lấy tay chú. Giữ chặt lấy này. Cứu. Chúng ta không thể quay lại được. Ôi không, phía trước có thác nước. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Cẩn thận. Này, Dobby. Đúng rồi.
Ấy à. Giữ chặt lấy. Cẩn thận đấy. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được chơi trên mặt sông đóng băng. Rất khó để có thể nhận biết được độ dày của mặt băng. Nó có thể trông rất dày, nhưng vẫn có thể rất nguy hiểm. Ngoài ra, nếu lớp băng bị vỡ và các bạn rơi xuống nước, các bạn có thể bị giá buốt và bỏng lạnh rất nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng nữa. Vì thế hãy nhớ, không được chơi trên sông băng.